Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Từ Thủ Đô với nhà báo Nguyễn Văn Khanh. Hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 8 và ở đầu dây bên kia ở Washington DC. Xin kính chào bác Khanh ạ. Dạ vâng, một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến bạn Hoàng Vy và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Việt TV. Tôi không biết là hôm nay là bạn Hoàng Vy muốn nói chuyện gì, nhưng mà cái mở đầu của tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi phải nói đến chuyện của ông Donald Trump. Cái lý do rất là dễ hiểu. Là theo như là thủ tục, theo như lệnh của tòa thì đúng hơn, là ông Trump và 18 người bị tố cáo là đồng lõa và phải trình diện ở tòa là trễ nhất là vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Sáu tuần tới. Và thưa với chị Hoàng Vy cũng như thưa cùng với là quý vị khán giả, đừng quên là ngày thứ Tư là chúng ta có cuộc tranh luận đầu tiên của tranh luận truyền hình của Đảng Cộng Hòa giữa các ứng cử viên và tranh cử tổng thống. Bạn của tôi có đưa một cái đề nghị như thế này và bảo rằng là anh Khanh nên giúp cho chúng tôi là đưa ra cái đề nghị đó ở trên truyền hình. Tôi gật đầu và tôi xin thưa là đây là cái đề nghị của bạn tôi. Bạn tôi bảo rằng là không bắt buộc là ông Trump phải ra trình diện đúng giờ, đúng ngày mà ông có thể ông làm cái cú ngoạn mục nữa. Tức là bây giờ buổi sáng sớm là ông xuất hiện ở Georgia, ông xuất hiện trước tòa và ông trình diện tòa. Và sau đó là buổi tối ngày thứ Tư, cũng một ngày đó, buổi sáng ngày thứ Tư thì ông làm như vậy, buổi tối ngày thứ Tư thì là ông xuất hiện ở trong cái cuộc tranh luận truyền hình. Là như vậy là cái câu chuyện là sẽ nổi bật. Ông ấy là ông chưa cần phải nói gì thì chắc chắn ông cũng đã thắng những ứng cử, những người khác, những đối thủ chính trị của ông. Tức là những ứng cử viên khác ta cũng đang nuôi mộng trở thành nhà người đại diện cho Đảng Cộng Hòa ra tranh cử tranh chức Tổng thống vào năm 2024. Đó là ý kiến của bạn tôi. Một cái chuyện khác nữa cũng phải xin thưa thêm là ở phía bên tôi được lúc nãy thì là cái đề nghị chừng hơn một tiếng đồng hồ thì là tin tức cho biết rằng là phía bên công tố đã đưa ra cái đề nghị ở tòa là phiên xử đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 3 năm 2024. Và tôi phải thú thật với lại chị Hoàng Vy và thưa với lại quý vị khán thính giả, công tố nói gì thì nói, tôi không tin là cái phiên tòa sẽ diễn ra sớm như vậy. Cái lý do là tại sao luật sư của ông Trump là cũng sẽ đưa ra nhiều những cái lý do đó, rằng là ông Trump bận rộn, ông không có thể ra trình diện trước tòa, ông không thể ra tham dự những các phiên xử trong lúc mà ông đang đi vận động tranh cử tổng thống. Chưa kể đến là những người mà bị truy tố cùng được mà trong cái group được khoảng 18 người cùng bị truy tố với ông Donald Trump. Có những người họ bảo rằng là tôi phải xin phiên tòa là thay vì xử Georgia là phải đưa qua bên tòa liên bang. Lý do là bởi vì lúc mà tôi làm việc cho ông Donald Trump thì là tôi là một công tôi là một viên chức của liên bang, thành ra là nếu mà tòa xử thì phải là tòa liên bang xử thôi. Nói tóm lại thì là cái câu chuyện này sẽ còn rất là kéo dài, chưa biết là như thế nào, nhưng mà phải công nhận ý kiến của anh bạn tôi rất là hay. Thứ Tư tuần tới sáng sớm ông Trump trình diện trước tòa Georgia, buổi chiều ông xuất hiện ở Milwaukee và nổi bật nhất trong tất cả những người được và để được chọn để tham dự cái buổi tranh luận truyền hình đầu tiên của phía bên Đảng Cộng Hòa. Đó là những gì mà tôi ghi nhận được và những gì mà tôi có thể trình bày để gửi đến quý vị khán thính giả. Bây giờ xin được trở lại studio với lại bạn Hoàng Vy mà áo đỏ chúng tôi. Và ông Trump trả lời cho bạn của bác luôn là I will never surrender. Bác Khanh nhớ không? Bác Khanh nhớ không? Ngày hôm qua ông Trump đã trả lời I will never surrender. Mặc dù là cảnh sát trưởng ở hạt Fulton County nói là nhà tù nơi mà bà chánh biện lý Fannie Willis đã book sẵn đó, Rice Street đó, và cả những cái thủ tục diễn ra ở tòa đó, là ông tòa là McAfee cũng được chỉ định để mà xử vụ này rồi, tất cả đã được lên lịch rõ ràng, ngày tháng rõ ràng rồi. Nhưng mà ông Trump nói là I will never surrender. Cho nên là cái lời đề nghị của bạn của bác đó, e là nó là một ý hay nhưng mà chắc là sẽ khó thực hiện. Cái ý thứ hai nữa là trong nãy giờ bác nói có một cái ý là bác nghĩ rằng là từ đây về sau là những cái kịch tính liên quan đến cái những cái phiên tòa này ở Georgia sẽ còn kéo dài, nhất là những người mà trong cái bản cáo trạng gọi là đồng phạm với cựu tổng thống Donald Trump á, ví dụ như là ông Mark Meadows bây giờ ọ ẹ đòi là dời cái phiên tòa từ tiểu bang bây giờ quay về DC
và nhiều người nói rằng là có thể sắp tới. Dạ, và một số nhân vật khác cũng làm như vậy nữa. Thì cũng có câu trả lời cho ông Mark Meadows là bác nhớ cái vụ ở Manhattan đó. Ông Trump cũng từng muốn dời cái phiên tòa ở Manhattan trong cái vụ cô đào Stormy Daniels, cũng muốn đem từ Manhattan về liên bang, nhưng cuối cùng cũng đã không có đồng ý. Cho nên cái những cái yêu cầu mà dời những cái phiên tòa này xem ra nó khó. Nhưng mà bác nói đúng, kịch tính sẽ còn dài dài. Sẽ còn dài dài và nhiều người cho rằng có thể phiên tòa này nó sẽ kéo dài đến năm 2025 chứ không phải là vào ngày 4 tháng 3 như bên công tố yêu cầu. Và cái câu cuối cùng thưa bác, bạn của bác nói là thôi thì buổi sáng mình ra tòa ở Georgia rồi buổi chiều mình về Milwaukee để mình dự cái buổi tranh luận đầu tiên. Mà bây giờ ông Trump ổng nói rằng là ông không ra trình diện mà bây giờ lại đi ra tranh luận, nó kỳ. Và cái thứ hai ông đã nói ra tại sao tôi phải ra tranh luận khi mà bây giờ một người đã đứng 70-80% trong cái top bảng thăm dò trong nội bộ của đảng Cộng Hòa, tại sao tôi phải ra? Cho nên bây giờ tôi chỉ ngồi nhà và lựa xem trong cái dàn ứng cử viên đó ai có thể đứng phó tổng thống năm 2024 với tôi. Và cái người mà điều khiển cái chương trình cuộc tranh luận đó họ đã chuẩn bị mọi cái kịch bản là có thể có Trump hay có thể là không có Trump. Nhưng mà cái đời đề nghị này được không bác? Nếu như bây giờ ông Trump không tham dự cuộc tranh luận á, thì ông Biden thế được không? Tại vì ông Biden ông đang đi đến Milwaukee đây. Câu trả lời hoàn toàn đúng. Nhưng mà ông Biden ngày hôm đó là ông sẽ không có mặt được Milwaukee. Ông Biden hiện nay dọn Thảo Bạch Ốc về Milwaukee rồi cho đến khi cuộc tranh luận kết thúc rồi trở lại Thảo Bạch Ốc. Ông Biden đang thực hiện một cái tour đi đến những cái tiểu bang chiến địa ví dụ như Arizona, Wisconsin, và ngày hôm qua tới nay là ông đang ở Milwaukee để làm gì? Để hát Happy Birthday. Mặc dù là ông Trump đang gặp rắc rối ở Georgia như vậy đó, nhưng mà ông Biden thì đang ở Milwaukee để hát Happy Birthday với cái gọi là đạo luật chống lạm phát mà ông đã ký đúng ngày này năm trước, là ngày 16 tháng 8 năm 2022. Bên phía đảng Cộng Hòa thì chỉ trích và biểu môi. Như ứng cử viên bên phía đảng Cộng Hòa là ông Tim Scott, ông nói rằng mọi người ơi, đừng có nghe những cái viên kẹo bọc đường của ông Biden. Ông nói thế thôi, những cái đạo luật lạm phát đó, nó gây ra quá bao nhiêu cái đời sống của người dân Mỹ bây giờ khó khăn như thế này nè. Rồi ông chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói là cái đạo luật lạm phát của Biden á, nó chỉ làm cho cái kinh tế của Mỹ trở nên tồi tệ, lạm phát ngày càng tăng hơn bao giờ hết, chưa được cái gì mà hát Happy Birthday. Bác Khanh, bác nghĩ gì về những lời phát biểu của những thành viên bên phía đảng Cộng Hòa và quan sát tình hình nền kinh tế của nước Mỹ trong suốt một năm qua cho đến bây giờ, thì bác nhận định như thế nào về đạo luật này sau qua hơn một năm, thưa bác? Tôi xin phép được chia câu trả lời câu hỏi của bạn Hoàng Vy thành ít nhất là hai phần. Phần đầu tiên là tôi nghĩ gì về những cái lời phát biểu, chẳng hạn những người như là ông Kevin McCarthy hoặc là ứng cử viên ông Tim Scott, ông thượng nghị sĩ của tiểu bang South Carolina. Tôi thấy cái chuyện này là chuyện rất là bình thường. Trước đây thì cái câu chuyện nó không có gì, nó sẽ trở thành sơn. Nhưng mà dần dần thì người ta thấy rõ ràng, tức là cái hệ thống lưỡng đảng của Hoa Kỳ bây giờ là người ta không làm việc được với nhau nữa. Ngày xưa là hai đảng họ còn bắt tay nhau họ làm việc. Thí dụ chẳng hạn những người mà ra tranh được đề cử ra tranh chức thẩm phán hoặc là thẩm phán tối cao pháp viện hoặc là thẩm phán tòa liên bang là có thể được tới 90-100 phiếu ủng hộ, tức là của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Bây giờ là chỉ còn được có 51-52 phiếu, là bởi vì là người của Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho Cộng Hòa, người của Dân Chủ thì bỏ phiếu cho Dân Chủ. Thật ra tôi hoàn toàn tôi không ngạc nhiên. Bây giờ là phe đối lập là giữ một cái vai trò là lên tiếng chỉ trích phe cầm quyền, và phe cầm quyền là làm giữ một cái vị trí, tức là lại lên tiếng chê bai phe đối lập. Thì tôi coi chuyện đó là cái chuyện tôi không đáng để ý đến. Rõ ràng chuyện đó là chuyện quan trọng, nhưng mà rõ ràng nó không đáng để mà để ý đến. Cái câu hỏi thứ nhì là tôi nghĩ gì trong một năm trời vừa qua. Tôi trước hết là tôi phải minh định rõ ràng là ông Biden không phải là người tôi ủng hộ. Tôi bỏ phiếu là tôi bỏ phiếu cho người khác, cho ông Donald Trump. Bây giờ nói lại chuyện này là chuyện cũng 2-3 năm rồi, nhưng mà cứ phải nói lại. Nhưng mà tôi vẫn tin là khi mà ông Biden đắc cử, tôi có nói một câu là tôi cầu chúc cho tổng thống thành công. Lý do là vì sao? Tôi nhớ mãi là ông Barack Obama có nói với báo chí một điều là tổng thống mà thành công thì là quốc gia thành công. Tôi cầu chúc cho ông Biden thành công. Và tôi thấy trong một năm trời vừa rồi thì ông Biden đã làm một số việc.
phải công nhận là ông Biden có làm số việc, nhưng mà cái số việc đó có đã đủ để cho người dân hài lòng hay không thì lại là cái câu chuyện khác. Thành ra là bởi như vậy, đi đến phần thứ ba, tôi nghĩ rằng là như thế này, ông Biden cần phải đã làm được một số điều tốt, nhưng mà cái số điều tốt nó vẫn chưa đủ. Trước hết là ngay chính những người trong đảng Dân Chủ, nhiều người cũng thắc mắc về cái chương trình của ông Biden, thắc mắc cả về vấn đề kinh tế, rồi thắc mắc cả về vấn đề cái kế hoạch xanh mà ông đưa ra, tức là bảo vệ môi trường và vân vân. Thật ra tôi nghĩ rằng là ông Biden, ông cần phải nói chuyện nhiều hơn nữa, ông cần phải tiếp xúc với cử tri nhiều hơn nữa, ông cần phải trình bày với lại bộ cử tri người dân Hoa Kỳ nhiều hơn nữa, để cho người dân Hoa Kỳ biết rằng là ông đã làm được những gì và những cái gì ông sẽ làm trong tương lai. Nhưng đặc biệt nhất là bây giờ ông đang ra tranh cử, ông phải cho cử tri biết rằng là bây giờ ở nhiệm kỳ đầu tiên tôi đã làm được như thế này. Tôi hứa với quý vị là nếu mà quý vị tín nhiệm tôi cho một nhiệm kỳ nữa thì ở nhiệm kỳ thứ nhì tôi sẽ làm tiếp những công việc sau đây, vân vân và vân vân. Đó là cái công việc mà hầu hết là các vị, các ứng cử viên và đặc biệt như các vị thống đương nhiệm họ nói và họ thường hay làm, đặc biệt nhất là khi mà họ ra tranh cử. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì là rất tiếc, tôi thấy là ông Biden chưa có làm cái điều đó. Thành ra là bởi như vậy, tôi còn nhớ rằng là cách đây là chừng ít ngày thì nó có một cuộc thăm dò để đưa ra là ngay chính là 42% cử tri Dân Chủ, những người đã từng ủng hộ ông Biden ở nhiệm kỳ đầu tiên, bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020, cho đến bây giờ họ vẫn đang thắc mắc về cái kế hoạch kinh tế và cái kế hoạch bảo vệ môi trường của ông Biden. Tôi thấy cái đó điểm đó là cái điểm không hay, và tôi coi đó là cái tiếng chuông quan trọng nhất mà ông Biden cần phải lắng nghe. Ông Biden phải nói chuyện hơn nữa, phải trình bày cho cử tri rõ ràng hơn nữa để cử tri biết là ông đã làm những gì. Cử tri không phải là ai cũng giống như tôi là bảo là ông Biden làm cái điều này tốt, cái điều này ông cần phải làm hơn nữa. Nhưng mà sự thật chẳng hạn như vấn đề lạm phát chẳng hạn như vậy, tôi thấy là tôi hài lòng vấn đề lạm phát, nhưng mà đừng nghĩ rằng là cái ông hàng xóm của tôi hay là cái bà hàng xóm của tôi hài lòng với vấn đề lạm phát. Họ vẫn nghĩ rằng là dưới thời của ông Biden tiền tiêu ra thì nhiều mà tiền thâu vào thì ít. Họ luôn luôn họ than thở như vậy, và cái tiếng than thở đó là chắc chắn ông Biden cũng nghe. Đó là cái nhìn của tôi, thưa các đại chị. Vâng, thưa bác, bác vừa mới nói rằng là ông Biden cần phải nói rõ hơn nữa về cái đạo luật chống lạm phát này, trong đó có cái chuyện là chống lạm phát thực sự và cả cái chuyện là chống biến đổi khí hậu thì chút nữa mình sẽ bàn. Nhưng ý bác có nói cái câu là bác khá hài lòng về những cái một số những cái thành quả nhất định về cái việc mà chống lạm phát, thì rõ ràng để trả lời cho ông Tim Scott và ông McCarthy mà Hoàng Vy vừa mới quote lại, vừa mới trích lại, cái lạm phát của nước Mỹ hiện nay chỉ còn có 3.2% so với hồi năm ngoái là 9 chấm. Rồi nữa, bây giờ GDP và lạm phát của nước Mỹ là nằm trong số là thấp nhất so với những nước trong khối G7. Rồi GDP của Mỹ là 2.4%. Sáng ngày hôm nay lại thêm một con số tiêu dùng của người Mỹ tăng 0.7% trong tháng 7. Đây là những chỉ dấu cho thấy là nền kinh tế nó có những cái dấu hiệu rất là tích cực và phục hồi, mặc dù là lạm phát vẫn còn phải kéo về 2% như ngân hàng trung ương mong muốn thì mới được. Bây giờ bỏ cái yếu tố mà chống biến đổi khí hậu như bác nói qua một bên, nói riêng về câu chuyện chống lạm phát thôi. Rõ ràng đây là những con số thật, những cái dữ liệu thật. Nhưng tại sao không phải người dân Mỹ nào cũng ghi nhận, cũng hiểu được cái cuộc chiến chống lạm phát mà ông Biden đã dẫn dắt trong suốt 2 năm vừa qua, nó đã đạt được những cái chỉ dấu đó? Vì sao lại như vậy thưa bác? Câu trả lời rất là dễ hiểu. Trước hết là người ta chia ra làm hai cực, một cực là Dân Chủ, một cực là Cộng Hòa. Bên Cộng Hòa thì cứng rắn hơn với là ông Biden, và bên Dân Chủ thì có vẻ tương nhượng, dễ dãi hơn với là ông Biden. Nhưng mà nhìn chung lại thì cử tri Hoa Kỳ, tôi phải thú thật với chị là như thế này, cái câu chuyện cuối cùng là cái túi, trong cái túi tiền. Cách đây 3 năm trời dưới thời của ông Donald Trump là gia đình tôi đi chợ chỉ thấy còn 100 bạc ăn cả tháng. Bây giờ là dưới thời của ông Biden chúng tôi 200 bạc thì bỏ đi chợ 200 bạc mà chỉ ăn được 2 bữa lễ. Đó là cái lời than thở ta trình bày. Cái điểm nữa là chị để ý thấy nhé, hồi ông Donald Trump thì là giá xăng là xuống có đồng 99. Bây giờ thời ông Biden lên là ông Biden, trời ông Biden lên ông hứa hẹn đủ mọi thứ. Kết cuộc ra giá xăng giờ là 4.99. Người dân họ nhìn rất là bình thường. Nên nhớ là khi mà nói chuyện, tôi còn nhớ mãi là ông thầy của tôi dạy về vấn đề kinh tế, thì thầy tôi có nói rằng là
người dân họ không có nhìn giống như những nhà kinh tế nhìn. Người dân họ nhìn khác, cái nhà kinh tế họ nhìn, họ có nhiều cái điểm mà họ cân nhắc, lạm phát thế này, lạm phát thế kia, 2%, 3%. Người dân thì họ chỉ nhìn những một điều, à, ông này làm giá sữa một gallon đang từ 4 đồng xuống còn 3 đồng, thì như vậy là tốt hơn là cái ông mà từ 4 đồng lên 5 đồng, bất kể vì lý do gì. Thành ra là bởi như thế, thưa với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy rõ ràng, tức là có những người hài lòng với là ông Biden, và có người hiểu cái việc của ông Biden làm. Trong đó thì phải nói thật là tôi có theo dõi những cái việc làm của ông Biden và tôi hài lòng một phần nào đó với lại cái việc làm của ông Biden. Nhưng mà không phải ai cũng hài lòng giống như tôi, và không phải ai họ cũng có thời giờ để họ xem việc của ông Biden làm giống như tôi hoặc là giống như chị Hoàng Phi. Họ chỉ nhìn thấy một điều, trước đây 100 đồng ăn cả tháng, bây giờ 200 đồng ăn có 2 tuần lễ. Câu trả lời là ông Biden no good. Đó là cái điều mà họ nhìn thấy. Hy vọng là các trả lời mà câu hỏi chị Hoàng Phi. Nhưng mà bây giờ nãy bác nói đó là bỏ qua cái yếu tố dân chủ, bỏ qua cái Cộng hòa đây, cái đó cái thiên kiến về chính trị mình bỏ qua đi, mình chỉ dựa trên những cái con số, những cái phát thực tế thôi. Nhưng mà đúng là một điều rằng ngay cả những cái nhà cố vấn bên phía đảng Dân Chủ cũng nói là ông Biden bây giờ phải la to lên, phải nói cho to, cho rõ, cho rành mạch rằng những cái chính sách kinh tế của ông nó đã giải quyết được cái việc gì để mà thuyết phục người dân. Cho nên ông mới đang thực hiện cái chuyến đi đến những cái tiểu bang chiến trường đó, nơi mà nó rất là gay cứng trong cái cuộc bầu cử năm 2020 và sẽ vô cùng quan trọng trong năm 2024, như là Arizona, như là Wisconsin, như là Pennsylvania vậy. Câu kế đến Hoàng Quy muốn hỏi, nãy bác có nhắc một cái ý đó, ông cần làm rõ trong cái đạo luật chống lạm phát này. Là bởi vì cách đây Hoàng Vy nhớ là cũng khoảng 2 ngày khi ông đến Utah hả bác? Ông có nói một điều rằng ông cũng khá là hối tiếc khi lúc đó đó là đặt ra cái tên là đạo luật chống lạm phát. Mặc dù ở thời điểm đưa ra cái đạo luật đó thì cái tình hình lạm phát của nước Mỹ nó cao quá đi, nó chín chấm luôn và nó gây ra nhức đầu, và cho nên ông đưa ra đúng cái gói đó và đúng cái thông điệp đó. Nhưng mà thực sự thì cái đạo luật chống lạm phát này nó bao gồm nhiều yếu tố, trong đó có một cái yếu tố rất lớn là đầu tư cho cái việc mà biến đổi khí hậu thông qua những cái chương trình năng lượng xanh, rồi đầu tư cho sản xuất xe điện, rồi xây dựng những cái hạ tầng cơ sở. Cho nên bây giờ đúng Hoàng Vy thừa nhận với bác rằng nhiều người nói rằng họ cảm thấy confused về cái việc là họ không có hiểu rõ là trong cái đạo luật này nó bao gồm những cái ý gì. Đó chính là cái điểm mà ông Biden cần phải nói rõ cho người dân được biết. Nhưng mà và cả những cái cử tri người ta thăm dò, người ta cũng nói chỉ có 27% người Mỹ được thăm dò người ta hiểu về cái đạo luật này thôi, còn ngoài ra là người ta không hiểu. Và chính đó cũng là cái điểm hở mà cựu Tổng thống Donald Trump đã tấn công ông Biden trong cuối tuần vừa rồi, nói là mấy cái chuyện mà xe điện gì đó của ông Biden nó chỉ làm mất job cho người ta thôi. Nó chỉ làm mất job chứ nó không có đem lại được cái lợi lộc gì hết. Nhưng cũng chính những cái tiểu bang do những cái vị nhà lập pháp bên phía đảng Cộng hòa mà chống đối cái đạo luật này á bác, thì những cái tiểu bang đó họ lại được hưởng những cái phần quỹ từ cái đạo luật này, liên bang rót về cho tiểu bang rất là nhiều. Ví dụ như ở Colorado, như cái cô dân biểu Lauren Boebert đó, đã cái quận hạt mà cô đại diện đó cũng nhận được một cái khoản tiền rất lớn từ cái đạo luật chống lạm phát này. Dạ, như đúng. Là ông ở North như là có nhắc cái chuyện đó. Ông cũng mỉa cô này, cũng nói là ủa cái nữ hoàng mà rất là lặng lẽ ở Hạ viện đó chỉ trích mọi cái đạo luật của ông Biden và đòi là luận tội ông Biden đó. Nhưng mà bây giờ khi nhận được số tiền rất là lớn đầu tư để mà xây dựng cái năng lượng gió thì sao cô không nói gì hết vậy? Và cả một số những cái nơi khác, ví dụ như của ông dân biểu Rep Richard Hudson của North Carolina cũng như vậy. Thế thì Hoàng Vy muốn hỏi bác rằng cái việc mà ông Biden đã không có cái chiến dịch, cái chiến lược truyền thông hiệu quả cho người dân hiểu về cái đạo luật của mình, và cộng thêm bên cạnh đó là đảng Cộng hòa vẫn thường xuyên công kích, mặc dù nhận thì vẫn nhận, nhận bánh ít, nhận bánh quy, vẫn nhận, nhưng chỉ trích là vẫn chỉ trích. Nó thế thì cái chuyến đi kỳ này của ông đến những cái tiểu bang chiến trường như vậy, liệu là ông Biden có thực hiện được cái mục đích của mình hay không? Và đặc biệt là gửi thông điệp cho cử tri ở những cái nơi quan trọng như thế này trong để hướng đến cái cuộc bầu cử năm 2024 bác, khi ông muốn thuyết phục với những cử tri nơi đó rằng là tôi dẫn dắt kinh tế là hiệu quả, tôi chống biến đổi khí hậu là hiệu quả, thưa bác? Câu trả lời của tôi rằng là
rất có thể là ông Biden thành đạt được cái ước mong của ông, tức là cử tri họ lắng nghe tiếng nói của ông. Cũng rất có thể là cử tri họ vẫn chưa đủ để mà cho họ có thể tin tưởng vào kế hoạch mà ông đưa ra về vấn đề kinh tế và vấn đề năng lượng. Thành ra là nếu mà bảo rằng là bây giờ ông Biden đến Colorado là như vậy, Colorado nghiêng về phía của ông Biden, thì câu trả lời của tôi là không. Ông nên hiểu cái điểm như thế này. Một đôi khi là những cái câu chuyện nó giống như hệt, tôi lại nhớ lại là ông thầy về kinh tế của tôi bảo là cái chuyện kinh tế quốc gia nó cũng đôi khi nó giống như chuyện bố mẹ hướng dẫn người con ở trong gia đình. Cũng phải răn đe, cũng phải nói đi nói lại hả hoài. Con không được như thế này, con không được như thế kia. Và rồi sau đó thì từ từ thì con học thông. Cái câu chuyện kinh tế nó cũng là như vậy. Làm sao để cho người dân hiểu rằng là trước đây đúng quý vị bỏ 100 đồng ra quý vị ăn được cả một tháng. Bây giờ vì phải cho người dân hiểu lý do tại sao mà tôi ngày hôm nay dưới quyền lãnh đạo của tôi quý vị đã phải chi tới 200 đồng để ăn được hai tuần. Phải có những cái lời giải thích và cứ đi từ từ may ra để ăn với thấm. Ông Biden cần phải học cái điều rất là quan trọng mà tôi để ý thấy là trong 8 năm trời ông làm việc với lại ông Barack Obama. Đừng quên rằng là lúc ông Barack Obama ông nhận cái công việc này thì là ngay trong cái bài diễn văn mà đắc cử của ông bảo là công việc mà tôi sắp sửa nhận đây là công việc đòi hỏi thời gian, có thể là một nhiệm kỳ tôi không làm xong đâu mà có thể phải hai nhiệm kỳ. Ông nói rõ như vậy cho cái bài diễn văn đắc cử đọc ở tại thành phố Chicago tối ngày hôm bầu cái nhiệm kỳ đầu tiên, tôi còn nhớ rõ là như vậy. Và sau đó thì ngay chính ông Biden cũng phải học được của ông Barack Obama. Là Barack Obama ông đạt được những cái thành công về vấn đề kinh tế và ông hài lòng, nhưng mà ông không đi nói cho người dân nghe. Đó là những cái điều tôi đã làm và tôi đã đem lại những cái gì thuận lợi cho quốc gia, và đó là điều tôi đã làm và đã đem lại những cái gì thuận lợi cho chính cử tri. Ông không làm cái điều đó, thành ra rốt cuộc sau ông Obama sất bất sang bang trước những lời chỉ trích của ông Mitt Romney khi mà ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Có lẽ là ông Biden cần phải học hai cái bài học đó và phải áp dụng ngay tức khắc, càng nhiều càng tốt để cho người dân được rằng ông đã làm được việc và người dân nên ủng hộ ông để tiếp tục cái công việc mà ông đang làm. Đó là cái điểm nghĩ đến. Dạ vâng, như bác nói là ông Biden phải nên lấy cái bài học, cái kinh nghiệm của ông Obama và cả cái lời khuyên sau đây. Có một cái nhân vật mà gọi là cố vấn chính trị bên phía đảng Dân Chủ đó nói là nếu mà ông Biden mà không biết mà nói rõ, mà nói liên tục, mà nói cho to lên như bên phía Cộng Hòa đó, thì có thể nếu như mà ông Trump mà thắng cử năm 2024, ông thừa hưởng tất cả những cái thành quả mà cái chính sách kinh tế này của ông Biden vốn là nó lâu dài. Ông nói rằng là những cái việc mà đầu tư cho năng lượng xanh sạch như vậy nó có kết quả lâu dài chứ nó không phải là kết quả trước mắt. Cho nên đó có thể là cái lý do chính mà ông Biden rất khó thuyết phục người dân Mỹ hiện nay. Câu hỏi cuối cùng, nhưng bác có nghĩ rằng những gì xảy ra trong cái thời gian vừa qua nè về cái vấn đề biến đổi khí hậu, đặc biệt là cái vụ cháy rừng ở Hawaii hơn 100 người chết và có thể là sẽ hơn nữa, nó có phải là cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa để cho ông Biden ông gửi một cái thông điệp rất là rõ ràng cho người dân Mỹ, chuyện biến đổi khí hậu là có thật và chỉ vì vậy là nước Mỹ nên đi theo cái hướng là khai thác về năng lượng xanh? Câu hỏi cuối cùng thưa bác. Câu trả lời của tôi là có chứ. Nên nhớ rằng là ông Biden ông có nhiều cái điểm thiên thời địa lợi nhân hòa lắm. Cái trước hết là cái biến đổi khí hậu không phải là chỉ riêng ở tại Hawaii, ngay chính chẳng hạn những vụ cháy rừng ở California, những vụ tan băng ở tại Alaska chẳng hạn là như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn thấy và mọi người đều đồng ý với ông Biden được một điều rằng là đúng là có cái biến đổi khí hậu, khiến khí hậu có thay đổi. Thành ra là bởi như vậy ông Biden những cái điểm đó ông Biden ông nói là đưa ra cái kế hoạch mà bảo vệ môi trường, kế hoạch xanh, đó là cái điểm rất là hợp lý. Ông Biden cũng có được một cái lợi thế mà ông Barack Obama không có. Thời ông Barack Obama là ông đang nghĩ đến cái chuyện là xe điện, nhưng mà phải đợi cho đến khi mà ông Biden nhậm chức thì lúc đó là đang có một cái phong trào là mua Tesla rồi là các hãng xe hơi, họ nghĩ đến chuyện sẽ chế tạo xe điện. Thế ra bởi vậy là đó là cái điểm mạnh cho ông Biden để ông làm cái điều mà phía bên đảng Dân Chủ và cũng như là ngay chính ông mong muốn làm. Nhưng mà thưa với chị, cần phải nói rõ, cần phải nhắc lại một lần nữa, đúng, ông Biden
có thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nhưng mà ông đừng ngồi trong tòa thánh ốc mà hưởng cái thiên thời, địa lợi và nhân hòa đó. Ông làm ơn, ông cất bước, ông đi và ông nói chuyện với cử tri. Nói chuyện một lần chưa đủ, hai lần chưa đủ, ba lần chưa đủ. Nói chuyện đến một chục lần, cứ nói phải, từ từ củ cải cũng sẽ nghe. Đó là cái câu của người Việt Nam nói. Và tôi hy vọng là ông Biden sẽ làm cái việc đó. Vâng, thì suốt từ tuần trước cho đến bây giờ ông đang đi chứ bác, ông đi đến Utah mà có người đòi là đón lỏng ông để lấy mạng ông đó, rồi ông đi Pennsylvania, đi Wisconsin để mà quảng bá về cái đạo luật chống lạm phát và chống biến đổi khí hậu như thế này. Nhưng mà Hoàng Vy nghĩ rằng cho dù ông có nói bao nhiêu thì nói, nhưng mà cựu Tổng thống Donald Trump vẫn còn rất là nhiều người ủng hộ ông sẽ nói rằng là quý vị ơi, quý vị đừng có tin lời ông Biden nói, làm gì có chuyện biến đổi khí hậu, mấy cái vụ cháy rừng ví dụ như ở Hawaii gì đó là do người ta không có chịu quét lá rừng cho nên mới gây ra cái chuyện mà cháy rừng như vậy, đừng có tin vào những lời ông già buồn ngủ nói, phải không bác? Và điều cuối cùng, nếu như mà ông Biden bây giờ đi một vòng những cái tiểu bang chiến trường mà để quảng bá về cái đạo luật kinh tế và chống biến đổi khí hậu mà người ta vẫn không tin, vậy thì Hoàng Vy nghĩ rằng nên nghe theo lời bạn của bác Khanh đó là hãy gọi là thượng đài, đi lên sân khấu để mà tranh luận trong cái ngày ở Milwaukee ngày 23 tháng 8 sắp tới, để sẵn có một cái cơ hội rồi mình nói chuyện với những cái cử tri Cộng hòa luôn và nói chuyện với cử tri Mỹ về cái vấn đề cái chính sách kinh tế này. Bác nghĩ được không? Tại vì ông đang ở Milwaukee đó. Vâng, đúng vậy, nhưng mà hình như là phía bên kia đó là họ đòi hỏi là phải ký kết là sau đó là phải ủng hộ người này người đó. Thì ông Biden cũng sẽ thực hiện theo đúng cái chiến thuật của cựu Tổng thống Donald Trump luôn, là tôi không có cam kết ủng hộ ai hết, tôi chỉ có tôi mà thôi. Đến giờ là ông Trump là cương quyết là không có tuân theo cái lời hứa là ủng hộ đối thủ trong đảng Cộng Hòa mà. Vâng, cảm ơn bác Khanh về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ vâng, cũng xin được cảm ơn chị Hoàng Vy và cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, chương trình đặc biệt cho người Việt TV.